giống như cái thủ tục của đàn em á, sinh nhật nào của thành viên trong đoàn cũng được tắm tuyết hết trơn á. Trời ơi, nghe nè em. Ê, mày tắm sao mà chỗ này nó trắng nhách vậy má? Ghê vậy. Ê, nó nghe nè, mày mốt bớt tổ chức sinh nhật được không? Sao vậy? Tổ chức là trên nửa năm đó là trong đoàn bị ho lao hết luôn. Tắm ta, đây chị cũng có cái gì, có đôi giày chị xăm xeo được đó tặng em. Nó nghe nè. Cái bánh kem này dính tuyết rồi nè, đem cắt xuống cho khán giả ăn đi. Trời, cái gì mà sạch dữ vậy, mấy má cái đầu tôi trắng ngách luôn mà phải không? Em có đơn lời được gửi à, chưa nữa hả, chưa còn nguyện nữa hả? Trời ơi, cái bánh có cái vỏ hạt mép luôn vậy đó hả? Dễ thương quá trời, hy vọng nha. Cho chị cái vỏ được không? Wow. Rồi bây giờ em có đơn lời gửi đến mọi người. Gửi đến mọi người coi tuổi mới thì mình như thế nào. Đầu tiên thì em xin cảm ơn tất cả các anh chị trong đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời đã gửi tặng cho được đã gửi tặng cho em một cái buổi chúc mừng sinh nhật rất là ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên mà em được đón sinh nhật trên một cái sân khấu. Không, cái này là đúng là lần đầu tiên đó, vì lý do là em mới vào đoàn thì ngay cái đây là cũng là cái tuổi sinh nhật của em lần đầu tiên đó. Hy vọng là sẽ có rất là lần đầu tiên cũng như là lần hoài hoài. Em cũng không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn chị Lộ Lộ đã tạo cho em rất là nhiều cơ hội được phát huy những cái khả năng của mình trong đoàn. Cảm ơn tất cả những người anh chị trong đoàn đã luôn support và take care cho em. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi và đồng hành cùng em cũng như đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời trong suốt thời gian vừa qua. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you so much. Chị có được vài cái một chị cũng có một món quà để tặng em, thì trên cái gương mặt của em hay là trên cái cơ thể của em thì em cảm thấy là em cần, em muốn có, em có muốn sửa chữa cái gì không? Không, cái này chị hỏi thiệt, cái này chị hỏi thiệt nè. Em có muốn sửa chữa cái gì không? Em thì không biết sửa cái gì, nhưng mà chị sẽ sửa lại cái miệng của chị. Thật sự như vậy nè, thật sự là chị cũng rất là quý em, hiểu không? Chị em mình diễn cũng hợp với nhau. Nếu như mà em cảm thấy là mọi thứ đều ok rồi, không cần sửa mũi hay là không cần sửa cái gì hết, thì chị sẽ tặng em một cái voucher trị giá 36 triệu đồng để làm một thứ. Làm gì? Làm lại cuộc đời đi em. Cái này là người ta tặng cho bà Thi Hoa Hậu để đi sửa cái mặt lại cho giống Hoa Hậu, hiểu không? Lỡ đậu Hoa Hậu rồi mà cái mặt không có giống Hoa Hậu, phải không? Đó. Trời ơi là trời. Ủa, năm trà. Ở cái phần 36 triệu đó là em không nhận, em cho người ta khác được vẫn được phải không? Cho gái chị đi quả, chuẩn bị tới sinh nhật chưa? Tới sinh nhật chưa? 36 triệu bây giờ chỉ bằng một lần bảo trì siêu xe của nó thôi bà nội. Trời ơi, người ta siêu xe. Không dám đâu, làm cái bánh còn không đủ nữa, siêu xe mắc tiền lắm. 36 triệu ngày mai nó nghe nè. Đem với chứng minh nhân dân ra ngoài phường lãnh nghe. Rồi, nói đi. Thực sự đây có một đôi lời tâm sự em muốn chia sẻ nhân ngày. Chia sẻ thì được chứ đừng nghe tôi nói là tạm biệt luôn là mệt chứ ta đó. Ta lấy cái bánh lên. Em muốn chia sẻ là cái duyên em đến với đoàn như thế nào. Tại vì là phát cho mọi người một cái gối đi. Dài không? Dạ không, ngắn thôi. Khoảng bao nhiêu? Rất là ngắn thôi. Ngắn thôi. Ok rồi, nói đi cưng. Dạ, chào miếng... Người ta cho ta nói đi trời. Chơi miếng nhạc đi anh, nhạc buồn á. Nhạc giải giải tâm lý nè. Dạ. Tâm du dương lên anh. Nhạc du dương anh. Nhanh lên. Quả ơi, sinh nhật máu quả ơi. Dạ. Nói chung là cái duyên em đến với đoàn là tại vì là em... Rồi, cảm ơn em hết giờ rồi em ơi. Em cần là tại vì em thi, em được giải quán quân. Và lý do rất là ngắn gọn quý vị nha, nếu như mà gớm cái phần mà thi không được giải quán quân á thì Xuân Tâm không có cộng tác với đoàn đâu. Vì lý do là tổ đã gọi Xuân Tâm là giải quán quân nên là còn cộng tác với Sài Gòn Tân Thời. Và đây là lần sinh nhật của em, lần đầu tiên của đoàn. Chúc cho em tuổi mới nhiều thành công. Ủa, chúc nó mà làm gì vậy? Chị chúc kìa. Chúc mẹ. Chúc em tuổi mới nha. Quỳ xuống. Không quỳ đó, nó quỳ đó quỳ. Gì vậy? Quỳ ơi. Chị thay mẹ nó đi. Đó kìa. Qua hậu mà về. Lại đi. Sao người Thái Lan mà sao bánh lại vô cái chân nè má. Đó như mẹ đi cha, lại đi ta cho bánh cái chân bấm chưa mất phé nó xuống liền. Móng chân ta không có đi ruột. Móng chân ta là móng chân. Móng chân đi đời nợ không đuổi vậy má. Trời ơi. Trời ơi. Chúc đi. Cảm ơn em nha. Đó, chúc em tuổi mới nhiều sức khỏe. Mọi người nhớ ủng hộ cho Xuân Tâm nha quý vị nha. Và bây giờ trong loại này mệnh giá là nhiêu? 30 quý vị, cho số quý vị. Em muốn có một câu thơ tặng cho Xuân Tâm chứ. Trời ơi, thơ được quý vị, ok rồi, kể. Hôm nay sinh nhật Xuân Tâm. Hay nè. Năm sau em hãy bớt tâm thần nhé cưng.
chứ. Đúng rồi, sống như vậy mới có tình người đó. Đúng rồi, dạ, chỉ được cũng như là bớt lại. Không, người ta chúc em là mình nó vui vẻ nè. Người ta chúc để cho em nó nói. Nói đi em. Em đối thơ. Nói đi. Nếu mà em bớt tâm thần thì ai sẽ cùng với chị? Em ơi, thì ai sẽ cùng em với ơi, chị làm thơ chứ làm ăn xui nó. Ai sẽ cùng với chị? Tâm thần tâm. Ai đi vậy? Ai? Ai? Bà nói gì vô? Rồi, vô luôn. Vô. Lắm cha, bỏ. Dương chỉ kiều như con chốt con số 1. Con số 1, con number 1. Con số 1, bụng gì đây? Bụng gì đa, bụng gì đa, bụng đa đa ấy. 47. Con 17, mấy gì đây? Mấy gì đây? Trên sông tả giang có một mình là lập tả chiêu phu lạc.